Rồi, ok, hôm nay mình sẽ lại bắt đầu cái buổi thứ năm ha, của cái bài học đang đang là cái chủ đề là sinh ha. Rồi bây giờ anh sẽ mở cái file charm ra, thì cũng giống như mấy lần trước thôi, mình sẽ mở một cái project nữa là đặt tên là của buổi năm chẳng hạn ha. Rồi. Và anh cũng đặt tên là buổi năm là single way buổi năm ha, và mình tạo một cái file mới là single way thôi ha. Rồi mình sẽ bắt đầu đi. Thì hôm nay mình sẽ vừa học cái mới ha, vừa ôn lại một số cái kiến thức ha, để mà mình hiểu nó rõ thêm. Bây giờ anh sẽ liệt kê ra những cái nội dung mà anh sẽ định nghĩa để mình nắm cái thông tin hiểu biết về nó thêm á. Rồi bây giờ ví dụ như anh liệt kê là những cái gì mà mình cần, những cái khái niệm mà mình cần biết ha. Rồi trong quá trình mình học á, mình sẽ giải thích phần đó. Rồi đây là phần anh sẽ giải thích ha. Là ví dụ như corrosion đi, corrosion function, corrosion function, coroutine thôi, corrosion function, corrosion function, corrosion function. Rồi là cái gì ha, function là cái gì ha. Rồi object, coroutine object, rồi coroutine object, object, rồi nó là cái gì, mình sẽ này, rồi task, nó là cái gì, rồi future object, future object, future object. Rồi hôm nay mình sẽ lướt qua những cái này ha, và cái event loop là không thể thiếu ha. Event, 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 v, loop. Rồi mấy cái này mình sẽ định nghĩa ha. Rồi bây giờ mình học bằng cách là như anh nói á, thì bây giờ ở đây á, mình sẽ nêu ra một số những cái thuật ngữ ở trong cái vấn đề học của mình là sinh ha. Nó sẽ có những cái từ này ha, mình sẽ vừa ôn lại mà vừa khám phá ra nữa thử nó là cái gì, và để hiểu được cái đó đó thì tất nhiên anh sẽ đưa bài ví dụ ha. Rồi bây giờ giả sử anh định nghĩa một cái sinh ha, mọi người cũng đã hiểu rồi, sinh define ha, sinh def. Ví dụ như anh đặt một cái hàm đơn giản thôi, function a đi, function a. Rồi hàm này thì nó cũng không có làm gì ngoài cái việc in một số những cái chữ nghĩa để mà mình đánh dấu, mình biết cái vị trí của nó là đang chạy hàm nào thôi. Ví dụ như anh để là inside, inside cái function a, function a. Rồi như vậy thôi. Rồi anh ghi chú thêm chữ inside function, chờ anh chút xíu nha, anh làm cho nó rõ ràng inside function a để cho nó dễ thấy. Rồi sau đó anh cho nó ngưng chút xíu ha, away it, away dùng async io, sleep. Rồi anh cho nó ngưng ở đây, anh thống nhất cho nó ngưng 3 giây. Anh sẽ import ha, rồi import trên dưới gì cũng được hết. Rồi import cái async. Rồi và anh sẽ print thêm câu cuối cùng trước khi nó thoát ra ha. Print cái bây giờ anh để là function, đây này ha. Finish. Rồi ví dụ vậy đi. Rồi như vậy á, thì mình đã có một cái hàm đơn giản là nó sẽ làm những công việc này, và anh sẽ làm thử là ba cái hàm, Ctrl C ha. Đây là Ctrl V. Rồi tiếp theo là một cái hàm nữa, Ctrl V. Rồi đây là A, B, C. Rồi để chờ anh sắp xếp A, B, rồi C. Rồi ở đây anh cho nó nghỉ 2 giây, nghỉ 2 giây, đây nghỉ 4 giây, 1 giây thôi, 33 rồi ha. Rồi để 4 đi. Rồi bên đây là function B. Rồi đây là function B. Rồi đây là C. Rồi đây là C. Rồi như vậy mình đã có một số cái công việc ha, mà mình sẽ duyệt qua mình xem thử. Cái công việc A tạm thời gọi là cái function A đi ha, nó làm cái công việc này, rồi sau đó nó ngưng 3 giây, đây ngưng 2 giây, đây ngưng 4 giây. Rồi như anh đã nói trước á, là với một cái hàm mà được định nghĩa với từ khóa ở async def nè, thì khi gọi tên của nó ha, khi gọi tên của nó
Mình cũng đã coi cái bài trước rồi, khi gọi tên của nó thì nó sẽ không chạy ha, mà nó sẽ trả về một cái đối tượng. Thì cái hàm nào mà được định nghĩa với lại syndef á, thì người ta gọi nó là hàm là cái coroutine function ha. Tức là cái chức năng của nó nha, cái chức năng của nó có thể, nó có thể ở một cái vị trí nào đó mà có away, ở một vị trí nào đó mà có away, thì nó sẽ ngưng, nó tạm ngưng, nó tạm ngưng để nó giao cho cái thằng event loop này, nó giao cho cái thằng event loop xử lý. Để trong quá trình nó ngưng 3 giây, event loop sẽ duyệt để ngưng 3 giây, thì trong thời gian đó nó có thể là nó sẽ chạy một cái code khác, một cái hàm khác. Ví dụ nó chạy cái hàm thứ hai, ở hàm thứ hai nó ngưng, nó có away, nó ngưng nữa, nó giao cho cái event loop xử lý ha. Rồi trong thời gian chờ đợi nó hoàn thành, nó có thể nó chạy một cái công việc khác, một cái function khác chẳng hạn ha. Thì cái đó là cái định nghĩa của asyncdef. Thì tất cả những cái hàm nào định nghĩa với asyncdef thì người ta gọi nó là cái tên của cái từ của nó đó ha. Tên của cái đó thì người ta gọi nó là cái hàm coroutine. Thì ý nghĩa của nó là như vậy đó, tức là nó có thể nó ngưng, nó tạm ngưng, rồi nó gọi cái code khác chạy. Sau khi cái tạm ngưng của nó hoàn thành xong thì nó trở lại đúng cái điểm xuất phát để nó đi tiếp ha. Cho nên ở đây anh tạm thời anh dùng cái từ tiếng Việt đi ha, là cái hàm mà được dùng với cái keyword ha. Định nghĩa của này là cái hàm, tức là cái function ha, function mà được dùng với cái keyword là dùng với cái này là anh để lại để anh em nghe, dùng với cái keyword là keyword WORD là syndef, syndef. Rồi, như vậy là tất cả cái hàm nào mà dùng với syndef thì nó sẽ có chức năng nó tạm ngưng ở một cái nơi nào đó mà mình dùng away ha. Rồi sau đó nó sẽ có thể là nó chạy cái công việc khác ha, nó chạy cái đoạn code bên dưới khác chẳng hạn ha. Rồi sau khi mà nó trở về, nó hoàn thành cái việc ngưng của nó rồi á, thì nó bắt đầu nó ngưng ở đây, nó giao cái toàn bộ này cho event xử lý. Trong thời gian đó nó có thể nó chạy cái code khác, rồi khi mà cái công việc của nó hoàn thành xong thì nó trở lại cái điểm ngưng này, nó đi tiếp cái code tiếp theo ở dưới dòng của nó ha. Đó là vậy. Thì cái chức năng của cái một cái function gọi là coroutine thì nó có cái chức năng đó ha. Cho nên là gọi thằng này, rồi bây giờ nếu mà gọi thằng này á thì gọi đúng tên á, thì nó sẽ trả về một cái đối tượng ha, nó trả về một cái đối tượng Ctrl Z. Rồi, print nó ha, print P-R-I-N-T, print. Rồi, print coi cái kiểu loại của cái gọi tên này coi nó là cái gì ha. Rồi, thì nếu mà mình run nó ha, mình run nó. Thì nó báo là đây là cái lớp này là một cái coroutine ha. Và nếu mà mình print cái time của nó mà mình đặt tên á, tức là đây tại vì mình gọi thẳng cái hàm á, cho nên nó báo là cái class nó là một cái, nó kế thừa từ một cái class coroutine ha. Còn nếu mà mình gọi cái tên của nó ha, đặt cho nó một cái tên rồi đặt cho nó một cái biến tượng trưng cho nó, ví dụ như anh đặt như thế này nè, bằng cái function này, function A đi ha, function A đâu rồi, đây ha. Thì cái A này được gọi là đối tượng của cái lớp này ha, đối tượng của cái lớp coroutine. Cho nên là cái mà coroutine object nè ha, nó chính là cái đối tượng của cái hàm đó khi được gọi của hàm đó ha, khi gọi hàm, khi gọi tên cái hàm đó đó, thì nó sẽ sinh ra một cái đối tượng, tức là cái biến A nè ha, là biến A là gọi tên của cái hàm coroutine này, thì nó sẽ sinh ra, nó tạo ra một cái đối tượng A. Đối tượng A được gọi là đối tượng của coroutine ha, nó đơn giản chỉ có vậy thôi ha. Rồi bây giờ tới cái task, rồi bây giờ mới tới cái công việc chính của mình là task này. Để cho mọi thứ nó có thể nó chạy được đó nha. Tức là ví dụ như mình nói là đây là hàm bất đồng bộ, bây giờ mình kết hợp ba cái này nó chạy chung, mình coi kết quả như thế nào ha. Thì tất cả đều phải nhờ vào cái thằng event loop. Event loop là một cái sự kiện mà nó lặp đi lặp lại ha, nó lặp đi. Mình tưởng tượng như nó là theo như mấy cái sơ đồ người ta nói là giống như nó là vòng tròn, nó lặp đi lặp lại đó. Tất cả những cái hàm nào mà đăng ký cho event loop xử lý á, thì phải được thông qua cái task, thông qua cái việc tạo cái task. Như vậy là cái task này á, chỉ riêng á,
task là cái công việc thôi, nếu mà dịch sang tiếng Anh task là cái công việc ha. Nhưng mà riêng trong Python ha, riêng trong cái lĩnh vực mà mình gọi là async.io đi, async ha, async tức là bất đồng bộ đi, Python đi ha, thì cái task á, nó mang ý nghĩa là, nó mang ý nghĩa là như là một cái phương tiện để gửi cái hàm này cho cái thằng event loop ha, như là một cái phương tiện đi ha. Anh cứ ghi theo tiếng Việt như là một cái phương tiện, một phương tiện ha, như là một cái phương tiện à, gửi những cái, gửi những hàm, gửi những hàm hay là đối tượng gửi những hàm coroutine, coroutine, routine cho event loop. Rồi anh nói lại thử nha, cái bất đồng bộ ha, cái cơ chế hoạt động của bất đồng bộ là nó nhờ vào cái event loop. Như vậy khi mà mình định nghĩa những cái hàm bất đồng bộ và để có thể sử dụng cái hàm đó là đúng bất đồng bộ đó, thì mình phải thông qua cái thằng task này ha, nhờ thằng task này để gửi, gửi cái hàm đó, gửi những cái hàm coroutine này cho thằng event loop. Còn cái thằng event loop á, một lát mình sẽ giải thích á, là nó tự nó có thôi ha. Hồi trước á, là ở cái ngôn ngữ cấp thấp hơn á, thì mình phải làm nhiều thứ với cái event loop để nó có thể hoạt động. Còn ở cái ngôn ngữ mà bắt đầu từ Python mà 3.7 trở lên á, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 á, thì event loop hầu như mình không cần phải làm nữa ha, mình không cần phải làm, tự nó làm cho mình luôn ha. Cho nên mình sẽ đỡ lắm. Nhưng mà anh cũng sẽ nói qua những cái version thấp hơn của Python sơ qua cho biết ha. Rồi như vậy thì như anh nói, mình sẽ dùng cái task để mà mình gửi những cái hàm này lên. Rồi ví dụ anh tạo ra một cái task gọi là task 1 đi ha, hay là task A đi cho nó cùng nghĩa ha. Rồi nó sẽ bằng, anh sẽ sử dụng cái thư viện, cái thư viện mà mình import vô nè, là async.io này nè ha, và dùng cái lệnh là create task, là tạo cái task. Cái task này á, là cái đối số của nó chính là những cái hàm nào mà anh muốn gửi đi qua ha, nó chính là cái function A. Rồi như vậy á, thì mình có ba cái đúng không, cho nên mình sẽ có là cái task B ha, nó cũng bằng cái async.io ha. Rồi xong cái mình gọi lệnh là create task và mình gửi cái hàm đó lên. Một lát anh sẽ nói là gửi cái hàm đó, tại sao gửi cái hàm đó. C ở đây á, là mình chỉ giả định rằng á, mình muốn làm ba công việc này theo như thế này thì mình gửi nó lên. Rồi bạn Đỗ Trung Đức, rồi ok, chờ chờ anh duyệt cho bạn Đỗ Trung Đức vào chút xíu nha. Rồi xin lỗi. Rồi mình đi tiếp ha, ở Singapore xong rồi create task nữa nha. Rồi bây giờ kỳ này á, mình đưa vào cái function C. Rồi. Rồi lý do tại sao đưa vào thì đơn giản á, đây chỉ là một ví dụ thôi. Anh thiết kế ba cái hàm là theo cái kiểu mà anh gọi á, là coroutine function, và anh muốn coi coi nó hoạt động như thế nào thông qua cái event loop, anh muốn coi nó hoạt động như thế nào. Thì sau khi có ba hàm này rồi, anh phải nhờ vào cái thằng task ha, thằng task để mà gửi ba cái hàm này lên trên cái event loop. Rồi anh coi coi event loop nó hoạt động và nó sẽ trả về cho anh được cái gì ha, là cái đó là để anh khám phá anh coi thôi. Cho nên anh mới ghi là cái task A, tạo một cái task đầu tiên, anh dùng, anh tạo, anh dùng cái async.io mà của mình import vào đó, mình tạo cái create task, tức là nhờ cái thằng task để đưa cái hàm A này vào. Rồi nhờ vào, nhờ vào, nhờ vào. Rồi như vậy tới đây thì xong. Bây giờ anh chỉ cần anh chạy nó thôi. Rồi anh chạy nó thôi. Anh chạy làm sao anh tạo cái event loop để anh chạy thôi. Rồi bây giờ chỉ còn cái việc tạo cái event loop để chạy. Thì trước từ version là 3.7 của Python á, Python 3.7 á, thì đa số mình phải tự viết cái event loop này hết. Ha, viết viết cũng ở cái mức độ nó tương đối thôi, chứ không phải là viết cao siêu đâu. Tại vì ngôn ngữ càng lên cao á, ngôn ngữ bậc cao á, nó sẽ bao lại, nó gọi là wrapper, wrapper là nó bao bọc lại những cái cơ cấu hoạt động ở bên dưới, mà nó đưa ra thành một cái hàm duy nhất thôi cho mình chạy, để cho mình đỡ phải biết viết sai code đó. Cho nên event loop từ 3.7 trở lên, giống như version của anh là xài 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 á, thì chỉ cần dùng cái lệnh mà hôm bữa mình học là async.io nè ha, và dùng hàm run C
chạy là nó sẽ chạy, nó chạy cái gì đó là nó sẽ chạy. Rồi cái hàm cái lớp thư viện mà async.io mà mình import vào này nè, là có một cái phương thức run. Khi sử dụng async.io phương thức run, tự động nó sẽ tạo ra cho mình một cái event loop đó. Version cái ngôn ngữ mới bậc cao mới bây giờ mình không cần phải làm gì hết, tự động nó sẽ tạo ra cho mình một cái event loop. Và event loop đó công việc của nó sẽ là do cái thằng này đăng ký qua thằng task nè, do thằng này đăng ký qua thằng task, ba cái theo thứ tự là 1, 2, 3, thì cái thằng A nó đưa vô trước, nó đưa vô một cái, hôm bữa là anh có giải thích sơ là nó đưa vô một cái luồng á, mà nó gọi tượng trưng giống như là queue á, queue, đây là luồng queue á, anh viết lại rồi xin lỗi, đây là cái luồng nữa đi, rồi anh viết đơn giản đây xin lỗi. Đó, đây là cái luồng ha. Thì cái thằng A đó đưa vào trước nhờ cái task đó, thì nó đưa vào bên trái, nó đưa vào bên trái, rồi thằng B đưa vào, nó đưa vào bên trái luôn, nó đẩy qua, đẩy thằng A lên trên, rồi thằng C đưa vào, thì cuối cùng thằng A nó lòi ra trước. Thì cái thằng event loop á, nó sẽ duyệt qua cái thằng A, nó duyệt qua thằng A, nó sẽ làm cái công việc là nó in cái câu này, câu này in trước nha, tới phần này nó bắt đầu nó gửi lên ở với event loop. Event loop thấy là nó sẽ gọi một cái hàm async.io để ngưng 3 giây, thế thì nó ngưng 3 giây. Trong thời gian 3 giây đó nó có thể nó chạy tiếp, nó duyệt, nó duyệt trong thời gian nó ngưng 3 giây cho cái thằng A nha, nó bắt đầu nó duyệt tiếp thằng task B, nó thấy task B này á, thì nó cũng ngừng 2 giây, thì trong thời gian nó ngừng 2 giây á, nó sẽ duyệt tiếp tới thằng task C cuối cùng. Tức là trình tự nó duyệt á, là cũng theo thứ tự cái vào, cái nào vào trước thì ra trước, vào sau ra sau. Rồi khi nào mà nó duyệt đúng cái thằng nào mà làm xong 3 giây nè, thì nó sẽ lấy địa chỉ nó trở về á, để nó trở về, nó trở về đúng địa chỉ này trong bộ nhớ để nó chạy tiếp cái lệnh print thứ hai. À, cái ý nó là như vậy á. Cho nên cái thằng task nè, khi mà gửi lên cái cho event loop thông qua cái task á, thì nó sẽ gửi cái địa chỉ ngay lúc mà nó bắt đầu nó xuất phát, nó ngưng. Nó ngưng ngay đây đối với thằng A nha. Cái địa chỉ nó ngưng ngay cái dòng này, thì trong bộ nhớ nó ở địa chỉ nào đó. À, nó đi theo thằng task luôn. Rồi, địa chỉ nó ngưng, nó đi theo thằng task. Thằng task nó đưa qua event loop xử lý xong á, mới đọc cái địa chỉ đó thì mới trả về đúng cái địa chỉ mà nó ngưng hồi nãy để nó chạy tiếp cái dòng này. Đó, thì cái công việc của event loop nó đơn giản là vậy thôi. Và event loop á, thì mình không phải làm gì hết, bởi vì khi mình chạy cái lệnh async run á, thì là tự động nó tạo cái event loop cho mình. À, bây giờ cái quan trọng á, là mình sẽ gọi thằng này, là gọi cái thằng dấu chấm hỏi này, là mình gọi cái gì để cho nó chạy ba thằng này. Rồi. À, để giải thích cho cái phần tiếp theo ở dưới nữa, cho nên anh buộc phải vẽ cái sơ đồ ha, anh buộc phải vẽ sơ đồ hoạt động của ba thằng này ha. À, giống như hôm bữa anh vẽ, bây giờ phải vẽ lại để giải thích nha. À, đây là 1, 2, 3, rồi anh giải thích đây được rồi. Bây giờ thằng task A, tưởng tượng công việc A nha, công việc A nó cần 3 giây. Đây là công việc A nè, nó bắt đầu nó là A bắt đầu làm việc, nó làm 3 giây. Một cặp này tượng trưng 1 giây nha, 1 giây, 2 giây, 3 giây, là thằng A kết thúc nha. Rồi thằng B á, thằng B á thì nó sẽ là 2 giây ha, B nè, rồi nó 2 giây, rồi nó 1 giây, 2 giây, rồi nó ngưng. Rồi thằng C á, thời gian nó chạy á, là 4 giây, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4. Rồi đây chính là sơ đồ hoạt động của nó bình thường nha. Rồi bây giờ anh sẽ bắt đầu, anh sẽ đi tiếp nha. Rồi bây giờ anh sẽ dùng async.io run, anh run cái gì? Async.io run á, chỉ có thể run được một cái function coroutine thôi. Nó chỉ có thể run được một cái function thôi. Nó không thể run một lúc là ba cái được đâu. Cho nên nó bắt buộc nó chỉ run một cái thôi. Cái thằng đó anh tự đặt tên nó là doit, là làm đi ha, là cái hàm làm đi. Như vậy thì anh phải thiết kế cái hàm là gà làm á, là bao ba thằng này vô. À, bắt buộc anh phải thiết kế cái hàm mà bao ba thằng này vô. Rồi anh cũng async rồi. Rồi anh định nghĩa cái hàm là doit đây. Doit đây đó. Và trong đây á, anh sẽ bao cái thằng này ba cái vào trong đây. Đó, thì như vậy á, thì rõ ràng á, theo đúng như anh nói á, nó chỉ có thể chạy được một cái hàm coroutine thôi. Thì doit nè chính là thiết kế của hàm coroutine. À, nó chỉ có vậy thôi, nó đơn giản như vậy. Có nghĩa là em muốn xử lý cái công việc nào đó chẳng hạn ha,
thì em chỉ cần gửi qua cái task, gọi là create task của async.io là nó đã tạo ra cái task và nó sẽ gửi lên cho cái thằng event loop. Và cái hàm async run này nè, tự động nó tạo cái event loop để nó duyệt qua cái mà nó đưa vào. Và mình chạy cái này chỉ có một, sử dụng một cái hàm coroutine thôi, cho nên mình bỏ những cái công việc mình nó vào trong một cái hàm duy nhất, và thông qua cái hàm duy nhất đó nó sẽ chạy, nó bắt đầu nó vô nó đọc ba thằng này để nó gửi lên event loop. Rồi cái cách nó cứ vậy. Rồi bây giờ tới đây anh không biết cái gì hết á nha, anh cứ chạy thử nó ra cái gì cái đã rồi mình giải thích nha. Rồi bây giờ anh bắt đầu anh chạy. Rồi nó báo lại đầu tiên á, nó vào, nó đã được cái event loop nó duyệt rồi đó, nó mới in ra đó ha, nó vào được cái hàm thứ nhất đây, nó vào được cái hàm thứ nhất đây. Rồi sau đó cái gì đó nó gửi lên event loop sau đó không biết nữa, rồi nó báo cái thằng thứ hai, thằng thứ ba, tức là nó vào được này. Nhưng mà cái địa chỉ trở về á, là nó không có, tức là nó không có đầy đủ á, nó chỉ mới nhận được cái thằng đầu thôi, còn cái thằng mà trở về không thấy đâu hết, nó mất tiêu rồi. Thì thật sự ra là do cái thằng này nè, cái task mà mình đưa lên á, nó đưa lên á, đó event loop thật sự là nó chưa có chạy đâu. Bây giờ muốn chạy mà trả về kết quả, tức là event loop nó sẽ làm nha, nó duyệt cái thằng này, nó duyệt thằng này, nó đọc cái lệnh này xong rồi nó làm cái điều mà ngưng 2-3 giây gì đó chẳng hạn, nó ngưng 3 giây cho cái thằng này đi ha, sau đó mà có kết quả nó trả về, thì ở đây nó chưa có trả về, cho nên muốn trả về đó phải làm thêm một cái động tác nữa, tức là phải chờ cái thằng event loop trả về. Rồi cái lệnh như thế này nè, có nghĩa là task A nè là gửi cái task lên event loop, sau đó mình phải đợi nó, cho khi nào thằng task A làm xong thì lúc đó nó mới chạy được, mới trọn vẹn là nó trả về được kết quả. Away này là chờ cái thằng event loop nó duyệt qua nè, cho nên bây giờ mình run ở bước thứ hai thử. Rồi thấy rõ ràng chưa, đó đại khái là nó có chạy được một số cái nha. Rồi bây giờ tại sao anh đưa có một cái chờ một task A thôi, mà anh đó, anh như anh nói đó, anh giải thích anh chờ thằng task A nha, BC anh chưa có nói gì tới hết đó, anh chờ thằng task A. Rồi như vậy thì A nó chạy lúc đầu rồi nè, tại sao nó có trả về nè, rõ ràng là A nó đã đi nè và nó trả về rồi, như vậy thì tại sao lòi thằng B ra nữa, thằng B anh đâu có chờ away B đâu, đúng không, anh đâu có chờ away B đâu, anh chỉ chờ một thằng A thôi. Là lý do như thế này, như anh nói trong cái queue hồi nãy đó, là cái hàng đợi á, đầu tiên anh đăng ký thằng A, anh đẩy nó vô trong kia, sau đó anh đăng ký thằng B, anh đẩy vô trong kia, đúng không, rồi thằng C đẩy vô sau, ba thằng nằm trong đó. Nhưng mà bây giờ anh bảo là anh đợi thằng A, thì bây giờ event loop nó sẽ duyệt qua thằng A trước nha, nó duyệt qua thằng A, nó duyệt qua thằng A, thằng A đó phải cần 3 giây sau thì mới xong. Thì khi đợi 3 giây á, thì nó mới có 2 giây là thằng này đã xong rồi, cho nên nó bắt buộc nó phải trả về luôn cả thằng B luôn. Em hiểu ý anh nói không? Mặc dầu anh chỉ đợi thằng A thôi, nhưng mà event loop nó cứ làm ha, nó duyệt thằng A, nó giao qua chỗ khác, nó chờ 3 giây đi. Thì nguyên tắc của nó là trong khi nó chờ 3 giây á, nó sẽ đi đọc, nó giải quyết cái code tiếp, nó giải quyết cái queue tiếp là cái thằng B kế theo. Đó, tại thì thằng event loop nó vậy mà, công việc của nó đơn giản là nó duyệt thằng này, nó thấy chờ 3 giây, nó bắt đầu biểu chờ ba tao 3 giây nha, rồi mày đứng đó chờ đi, tao làm cái thằng tiếp theo cái đã, là cái thằng queue tiếp theo là B nè. Tại vì qua 3 giây ha, nhưng mà chưa 3 giây thì thằng B nó đã ra rồi, nó đã vô rồi và nó chỉ cần 2 giây thôi. Cho nên chính vì vậy á, mà khi cái task A là anh chờ thôi, nhưng mà nó vẫn lòi thêm thằng B. Em thấy nó đâu có lòi thằng C. Tại thằng C nó phải tới 4 giây sau lận. Nhưng mà trong khi đó mình away task A đó, mình chỉ cần 3 giây là đã trả về rồi. Cho nên nó vẫn chưa ảnh hưởng gì tới cái thằng này hết. Thằng này phải tới 4 giây nó mới về lận. Em hiểu không đó? Cho nên nó thực tế ra đợi thằng nào á, thì mình coi thời gian nó như thế nào. Thằng này 3 giây xong mới được trả về, nhưng chưa 3 giây là thằng này đã xong rồi, cho nên event loop nó sẽ trả luôn thằng này luôn, rồi 3 giây sau mới trả thằng này, cho nên nó bao gồm hai cái đó, nó là như vậy. Nhưng mà phân tích là phân tích như vậy thôi, chứ còn về nguyên tắc làm người ta vẫn liệt kê hết ra rồi. Nhưng mà anh giải thích để cho mọi người hiểu như vậy đó nha. Rồi như vậy thì nếu đúng cú pháp viết như thế này thì mọi thứ là ổn. Rồi, bây giờ mình thấy rõ ràng nha, bây giờ bắt đầu là vẽ lại sơ đồ nha.
đầu tiên nó đọc được A, rồi nó đọc được B, đọc được C luôn, vì cái thằng ABC cùng gửi lên cái task, lên cho event loop, đúng không? Như vậy ABC nè, cái trục ngang này nè của con trỏ của anh di chuyển nè, tượng trưng là thời gian thực hiện nha. Thằng ABC cùng chạy luôn, ABC cùng chạy luôn. Mà thằng B á, nó xong trước, bởi vì sao anh thấy rõ ràng, tính theo thời gian nha, thời gian là mũi tên thời gian, anh vẽ để anh giải thích cho nghe. Ở trên đây là mũi tên thời gian nha, mũi tên thời gian chạy nè. Bây giờ anh giống trục nha, anh giống trục ABC nè, cùng chạy cùng lúc nha, chạy đồng thời mà chạy cùng lúc. Nhưng mà rõ ràng á, tới cái trục này, trục này, trục này chạy nè, chạy chạy nè, rõ ràng thằng B nó về trước, cho nên kết quả anh thấy là thằng B nó về trước. Mặc dầu trên code á, mình á, là mình thấy là xử lý thằng A, rồi sau đó xử lý thằng B, sau đó xử lý thằng C, nhưng mà trên trục thời gian đó em nhìn nè, đó thằng ABC cùng xuất phát này theo thứ tự ABC theo cái cách gọi của mình A trước BC, nhưng mà nó thành công á, nhìn nè, nhìn theo cái trục thời gian giống thẳng hàng này. Thằng B nó xuất hiện trước rồi mới tới thằng A xuất hiện rồi mới tới thằng C, cho nên cuối cùng kết quả nó ra là BAC. Thấy rõ ràng nha, B trước nè rồi mới tới A nè rồi mới tới C. À, như vậy thì nó là quá rõ ràng là đúng rồi ha, là nó chạy bất đồng bộ. À, thì để chạy được bất đồng bộ, đơn giản là tạo cái hàm nào đó mình muốn chạy bất đồng bộ ha, và mình sẽ gửi nó qua cái task, và sau đó mình sẽ away để cho cái event loop nó duyệt qua, duyệt hết tới thời gian nào, thằng nào xong thì nó sẽ trả về ha, và mình sẽ có cái kết quả. Và mình chỉ được chạy một lần thôi cái hàm này nè, chỉ được gọi một cái coroutine function thôi ha, cho nên mình sẽ ép nó trong ba cái này để cho nó gọi một thằng này thôi và nó chạy luôn ba cái. Rồi bây giờ anh thử kiểm tra lại, bây giờ thằng này anh cho 4 giây. Rồi thử một lần cuối nữa, thằng này anh cho 1 giây. Rồi thử nha, rõ ràng anh chạy. Rồi 3 4 1. Rồi anh có sửa cái gì không? Đây. Rồi. Rồi anh chạy lại. Rồi bây giờ trên sơ đồ mình nhìn á, là mình vẽ lại là mình sẽ thấy ha. Rồi A nó cần 3 giây. A nó cần 3 giây. Rồi 1 2 3. B nó cần 4 giây. Rồi 1 2 3 4 B kết thúc. Rồi C nó chỉ cần 1 giây thôi. Rồi, như vậy rõ ràng A B C cùng xuất phát, nhưng mà về tới đích kết quả thằng C về trước, rồi thằng A mới tới thằng B, C A B. Thấy rõ ràng chưa? Đó, nó như vậy, nó rõ ràng như vậy á, cho nên mọi người sẽ hiểu là khi mà mình viết code á. Rồi bây giờ anh sẽ làm cho nó hơi phức tạp chút xíu. Rồi đại khái vậy đi, khoan từ từ phức tạp. Để hồi nó anh chế ngang bừa đó, rồi đôi khi anh bị vướng nữa cũng mất công ha. Rồi bây giờ thử tiếp theo đi. Có kết quả trả về đi. Rồi hàm này á, nó tính toán cái gì đó không biết nữa, nó mất thời gian 3 giây không biết. Nhưng mà khi mà tính xong á, nó trả về cái kết quả là ví dụ như chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đi. Rồi dài 10. Anh viết thêm cho nó rõ ràng đi. Ví dụ như là dài WIDTH đi. Width đi ha. Rồi, anh cho nó là 10. Rồi sau đó là len chiều dài len LNGTH, rồi chiều dài ngang này đi. Rồi làm 100 đi. Rồi. Sau này anh tính chu vi giả sử vậy ha. Bây giờ anh trả về kết quả là width len. Rồi. Hôm bữa bài á, mình đã học cái cách lấy kết quả rồi ha, nhưng mà lấy kết quả đó là event loop mình chưa nói rõ ha. Bây giờ có event loop rồi, bây giờ mình coi cái cách mình lấy kết quả như thế nào. Rồi trong Python á, em khai báo nếu mà cái kiểu dữ liệu á, nó cùng mang ý nghĩa giống nhau thì em có thể viết theo kiểu này. Rồi bằng 10 100. Rồi có thể viết kiểu này nha, tập viết kiểu này cho nó quen đi, cho nó có vẻ ngầu chút xíu ha. Rồi như vậy có nghĩa là nó sẽ gắn width là 10 là lên là 100 ha, và nó trả về 10 100. Rồi hàm B này á, thì không lấy cái gì hết. Rồi cho anh sửa thời gian cái cho nó hợp lý nha, 2 đây 3 đi, rồi kêu 4 đi. Rồi bây giờ hàm này không trả về gì hết. Bây giờ hàm này trả về, anh coi có ai vào nữa nha, để mày hôm nay anh bệnh rồi, sorry. Rồi ở hàm C này á, anh sẽ làm khó chút xíu. Anh lấy cái kết quả của cái thằng A này nè, anh lấy kết quả của thằng A
anh nó trả về kết quả chiều dài chiều rộng ở, ở dưới đây á, anh là hàm tính chu vi, giả sử vậy ha. Rồi bây giờ anh sẽ tính chu vi, chu vi hình chữ nhật ha. À, anh viết đại chu vi đi nha, chu vi bằng bằng cái gì đó anh chưa biết cách tính nữa, rồi anh sẽ return cái chu vi. Rồi này, như vậy á, thì chu vi như anh nói á, sẽ dựa vào cái width length của cái thằng hàm A. Như vậy thì ở đây anh phải truyền vô đây một cái hàm, đúng không? Tức là anh phải truyền một cái gì đó, cái hàm này, tại hàm này nó trả về kết quả chu vi nè, ối chiều dài rộng nè. Vậy thì trong cái hàm C mà anh muốn hoạt động á, anh phải truyền vào một cái hàm, và hàm đó anh tượng trưng là hàm A. Rồi sau đó anh dựa vào hàm A nè, anh mới tính toán. Ây da, sorry. Rồi như vậy có nghĩa là anh truyền vào một cái hàm A, sau đó anh dựa vào hàm A anh này anh tính toán sao để anh tính chu vi, và anh trả về kết quả là chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu ha. Rồi như vậy thì bây giờ anh sẽ viết như thế nào. Đầu tiên á, hàm A không có gì, hàm B không có gì, chỉ có hàm C thôi, nó có một cái đối số truyền vô là phân A. Rồi bây giờ ở đây nè, chính là hàm C nè. Bây giờ ở đây á, anh sẽ truyền vào cái gì để cho nó chạy, anh thấy không? Đây anh phát triển rộng bài ra thêm để mọi người suy nghĩ nha. Rồi bây giờ mình coi cái mình sẽ giải thích như thế nào nha. Bây giờ anh bắt đầu anh truyền vô cái hàm phân A này ha, tức là của cái thằng trên ha. Rồi anh truyền vô, nếu mà anh truyền theo kiểu này, anh truyền theo kiểu này tức là function ha, rõ ràng anh truyền function A vô nè, rõ ràng ha. Nhưng mà hàm A là một cái hàm mà nó là async, tức là nó chạy bất đồng bộ, có nghĩa là không có kết quả liền. Vậy muốn có kết quả liền anh phải gọi là away. Đó, anh cái cách truyền nó phải là như vậy. Cách truyền là phải truyền away vô. Away anh viết có đúng hay sai không, mà tại sao away function A thiếu đóng mở ngoặc. À, thấy rõ ràng chưa? Ha, tại vì bản thân gọi tên nha, gọi tên nó là phải có bao cả đóng mở ngoặc luôn mà, đúng không? Gọi tên hàm là phải đóng mở ngoặc. Nếu có đối số thì truyền vô thì cái đó mới gọi là gọi tên, mà chưa có đóng mở ngoặc tức là sai cú pháp ha, thì ở đây nó không có hiện ra ha. Cho nên đây nó phải có cú pháp của nó là gọi hàm. Đây gọi hàm là nó phải đóng mở ngoặc của nó ha. Rồi. Như vậy rõ ràng ha. Theo đúng đây á, thì phân A nó đã có rồi nè, phân A nó có nè. Rồi. Bây giờ cái quan trọng là có cái phân A trong đây nè, bây giờ lấy cái gì trong đây? À, lấy cái gì ở trong cái phân A này nè để lấy được cái chiều dài chiều rộng. Rồi, bây giờ anh nhắc lại. Cái task A, task B, task C á, là cái task mà anh gửi lên event loop. Event loop khi mà nó duyệt, nó coi thằng nào chờ bao nhiêu giây á, nó sẽ duyệt qua tiếp theo. Rồi thằng này chờ bao nhiêu giây nó sẽ đẩy ra chỗ khác chờ, rồi nó duyệt tiếp thằng tiếp theo. Sau khi cái thằng đầu tiên giả sử nó xong, hay là thời gian của thằng nào đó mà nó chờ, ở đây tại vì mình cho là chờ cho nên nó nói là chờ nha. Cái thằng nào mà nó chờ hay là cái công việc nào mà nó làm xong á, nó sẽ trả về, nó lấy địa chỉ, nó trả về cho cái nơi mà nó ngưng. Và đồng thời nếu mà hàm đó nó có return á, nó cũng trả luôn cái giá trị nó tính toán, nó trả luôn giá trị nó tính toán về cho cái hàm đó. Rồi anh nói cụ thể nha. Ở hàm A đầu tiên nó chờ nè, nó vô event loop duyệt qua thằng A trước, nó chờ 2 giây nó mới có kết quả. Rồi giả sử nó chờ 2 giây, trong khi đó nó chạy hàm B, hàm C, hàm E, hàm F, đúng 2 giây rồi thì trả thằng event loop nó có, nó xong rồi, nó trả về kết quả, nó kèm cái giá trị này vào, tại vì nó có return mà, nó kèm giá trị này vào, nó trả về. Cái mà giá trị trả về đó đó, người ta gọi nó là future object. Rồi anh sẽ giải thích lại nha. Như vậy future object là cái thằng kết quả mà event loop á, nó làm một cái hàm nào đó xong, nếu hàm đó có hay là không có kết quả trả về, nó đều trả về hết. Nếu không có thì nó báo là non, nếu có thì nó trả về. Ví dụ như trong trường hợp này 10, 100, thì cái kết quả mà có thể trả về đó thì người ta định nghĩa nó là một cái future object, tức là một cái đối tượng ở về tương lai, chắc chắn là nó sẽ có, mà không biết là có cái gì mà được hay không thôi. Thì cái đối tượng mà event loop nó quay trở về, nó trả giá trị cho cái hàm mà nó làm á, thì cái đó nó gọi là đối tượng là future. Vậy anh sẽ viết đại cái định nghĩa của anh nha, là cái sẽ được trả về sau khi mà event loop nó run. Rồi anh sẽ định là cái mà
giá cái mà giá cái mà được trả về, cái mà sẽ được trả về, sẽ được trả về tại tương lai mà, cho nên dùng chữ sẽ đi, sẽ được trả về, trả về khi mà, khi mà cái event loop thực hiện xong, thực hiện xong, thậm chí là có thể thực hiện xong, anh có thể anh làm luôn cái hàm đó, thực hiện xong gọi là run until complete. Rồi có nghĩa là cái hàm này á, complete. Rồi cái này á, là một cái phương thức là chạy cho đến khi mà xong á, thì giống như đây anh ép vô để mọi người hiểu là chắc chắn là mình có xài cái hàm này sau này ha. Rồi như vậy nói tóm lại, future là cái kết quả mà cái event loop nó sẽ trả về lại cho cái thằng nào mà mình gửi nó đi á, cho cái function coroutine nào mà được gửi đi thông qua task á. Rồi như vậy thì bây giờ á, đây là gửi cái task lên event nè, ở đây là chờ event xong nè. Như vậy thì rõ ràng nè, đây nè chính là cái đối tượng tương lai nè mà anh đặt tên cho mọi người thấy là nó nằm ở ngay cái chỗ này nè. Rồi ở đây anh gọi nó là filter A. Rồi và tương tự ở đây sẽ là filter B. Không có giống nhau, anh viết đi filter B. Đây, đó, mình viết từ từ để mình vừa viết vừa suy nghĩ luôn. Và đây chính là filter C. Rồi, anh nói rõ lại ha. Đây là tạo cái task ha. Create task là tạo cái task. Còn cái chữ task A này chưa chắc là cái task nữa. Đây chẳng qua là mình ép chữ vô, mình đặt cái biến để mà mình hiểu nó là cái task ha. Chứ còn thực tế ra anh có thể để là AAA, BBB, CCC cũng được nha. Nhưng mà bây giờ mình hiểu rồi đó, nó là một cái task, tại vì nó do từ create task. Tức là gửi cái hàm đó lên trên event loop. Rồi gửi hàm lên xong, event loop thực hiện xong cái đã nha. Rồi mới trả về kết quả. Thì cái được trả đó anh định nghĩa và người ta định nghĩa nó chính là cái object filter. Bây giờ object filter này sẽ là cái mà nó trả về. Vậy thì của thằng A nè, muốn coi cái wetland thì in ra thử coi, in ra coi thử thằng future A là cái gì, đúng không? Cho nên ở đây anh sẽ thử đi, anh sẽ mình đoán vậy thôi, mình cứ in thử thôi ha, in thử cái future A coi nó là cái gì mình cũng chưa biết nữa ha. Rồi anh run anh chạy thử nha. Tất nhiên ở đây vẫn còn lỗi nha. Tạm thời anh sẽ đóng thằng này lại và tạm thời anh không chơi thằng C. Rồi anh không chơi thằng C nha, để cho nó đừng báo lỗi thôi. Rồi anh sẽ chạy thử. Rồi A chạy trước rồi B, rồi kết quả cũng A B luôn, mình coi coi có đúng không. Tại A cần 2 giây mà B cần 4 giây, cho nên A nó về trước B nó về sau, đúng không? Là đúng, hợp lý ha. Và rõ ràng cái filter A này nè, filter A này chính là kết quả trả về nè. Đây nó trả về kiểu này, thấy rõ ràng chưa? Nó trả về được kết quả đó. Như vậy á, thì vì mình cho có một cái chữ filter A thôi, mà anh đã giải thích nhiều lần rồi, hàm trả về hai giá trị nhưng mà chỉ lấy một giá trị đón nhận về thôi, cho nên nó sẽ bao theo kiểu tuple, đúng chưa? Cái này anh cũng có nói ở bài hôm vừa rồi, anh cũng có nhắc rồi, đúng không? Rồi như vậy thì quá là dễ, đúng không? Vậy thì cái hàm này nè, hàm C nè, mà ứng dụng là lấy kết quả của cái thằng function trả về đó, thì có một chữ thôi, một biến thôi. Như vậy anh sẽ lấy cái phân này anh lấy cái phân này rồi, là chiều dài chiều rộng gì đó nha, nó bao gồm trong cái tuple. Anh sẽ gọi cái phần thứ nhất chính là cái width, và anh cộng cho cái phân là cái hàm này, phân anh viết đúng không, phân A luôn, đúng không? Mà ở tuple, mà ở phần tử thứ hai, nên vậy sẽ ra là dài cộng rộng, đúng không? Và tất cả anh nhân cho hai. Rồi và như vậy anh sẽ có chu vi, anh trả lại chu vi. Rồi bây giờ anh cho chạy ba thằng và anh sẽ print coi thử cái chu vi liệu nó có đúng không. Rồi rồi như vậy chu vi chính là thằng filter C, đúng không? Như vậy anh sẽ in filter C. Rồi xem lại coi đúng không nha, trước khi anh chạy nha, anh giải thích lại. Tất nhiên là nó cũng đơn giản lắm, nhưng mà mình chưa làm quen đó, ở nhà cứ lục lọi tìm. A chạy 2 giây, B chạy 4 giây, C chạy 3 giây.
Rồi anh coi sơ đồ ha, A chạy 2 giây phải không? Rồi cho anh rút lại để mà mình làm cho nó chính xác. A chạy 2 giây, B là chạy 4 giây, 1, 2, 3, 4, C chạy 3 giây. Rồi ở đây thì để ý coi 1, 2, 3. Hàm C nè, nè, đừng có nói là tại sao mình làm sai nha. Hàm C cần kết quả của hàm A. Như vậy hàm A được làm là ngưng có 2 giây thôi. C phải ngừng 3 giây thì mới lấy được kết quả của thằng A nha. Nếu mà gắn lại mà nó chạy tầm bậy tầm bạ thì cái đó không phải là do anh nha. Em hiểu không đó? Cho nên rằng cái gì cũng vậy mình cũng phải canh. Và tất nhiên mình không biết thời gian đâu, mình không biết thời gian đâu. Nhưng mà mình có thể là cái lúc mà mình viết á, mình dự đoán là mình điều chỉnh cái công việc nó như thế nào để cho nó hợp lý. Chứ không phải là nói là sinh là muốn đưa cái nào vô cũng được. Ở đây là ví dụ thời gian nó kéo dài vậy nè, nhưng mà nó ít tốn thời gian hơn so với cái thằng này. Ví dụ vậy á, thì thằng này nó có thể tận dụng cái kết quả của thằng trước để nó lấy về, nó xài. Chính vì vậy anh phải điều chỉnh lại cho thằng này ngưng 2 để nó có kết quả, rồi mới trả cho cái thằng ngưng 3 này thì nó mới lấy được cái thằng ngưng 2 để nó xài, đúng không? Chứ thằng này nó ngưng 10 giây, thằng này ngưng 3 giây, biểu xài kết quả của thằng kia thì làm sao nó xài được? Ha, cái đó là chắc chắn là không logic rồi. Ha, rồi. Cho nên ở đây á, mình nhìn lên sơ đồ mình thấy nè, thằng A chắc chắn là phải về trước, thằng C mới dùng được kết quả của thằng A. À, cho nên đâu đó phải hợp lý đàng hoàng. Rồi anh sẽ run thử để anh coi cái C. Nếu mà nó báo là chu vi là 110 nhân 2 là 220 thì có nghĩa là mình thành công. Rồi anh sẽ run. Rồi. Rồi 220 là đúng ha. Rồi bây giờ câu hỏi đặt ra tại sao mà chữ AAA in 2 lần rồi nhiều cái AA in 2 lần thì cái này không phải đâu, đó là do mình thôi. Ai biểu là mình chạy mình in mấy cái chữ này chi, cho nên nó lặp đi lặp lại là cái đó bình thường nha. Em vô em coi code để em sẽ thấy là đôi khi này gọi nè. Đây là có gọi tới thằng C, ở trên có gọi tới thằng A, mà đây lại gọi thằng A nữa, đúng không? Cho nên nó sẽ in 2 lần ví dụ vậy nha. Cho nên nếu mà mình làm thì mình không có những cái dòng tầm bậy tầm bạ này. À, thì nó sẽ không in ra 2-3 lần nha. Nhưng mà rõ ràng nó vẫn đúng. A nó chạy rồi tới B gì A, B, C chạy. Nhưng mà kết quả về có thể là A rồi B, C hay là C, B, A vậy đó đại khái nha. Rồi thì cái đó mình cứ từ từ mình canh. Rồi như vậy thì anh đã định nghĩa xong ở trên đây ha. Event loop. Event loop thì anh không biết nên viết như thế nào ha. Cho nên anh viết tóm gọn lại event loop, tức là event loop à, để cho mọi người về tự suy nghĩ nha. Event loop mình không phải làm gì hết. Bắt đầu từ version 3.7 trở lên thì event loop mình không làm. Mình chỉ cần biết rằng phải có event loop chạy. Mà event loop đó nó có sẵn là nó do cái lệnh này phát ra này. À, cái lệnh async.io, cio.io này nè, run này, là nó tự động nó tạo ra cái event loop. Và công việc của mình chỉ cần gửi cái task cho những cái công việc đó lên trên event loop và đợi cho nó trả về. Event loop làm xong trả về. Cái trả về này nó chính là cái filter của object, filter object, và nó cái kết quả gì đó nó chứa trong đây. Rồi, function B không hề có trả về kết quả, thế mình coi function B nó là cái gì. Filter, rồi, anh ép chung hai cái luôn đi, tại nó in kết quả coi mà không sao hết. Rồi, cho nó chạy. B không có return kết quả cho nên nó trả về là non ha. Rồi thấy rõ ràng không? Cái 220 là của thằng kia ha, là mình print chung mà, còn cái thằng này á, là non ha. Rồi như vậy thì mình đã hiểu sơ vậy. Rồi tới đây á, thì anh đã nói sơ qua về định nghĩa này để cho mọi người hiểu ha. Hàm là phải thiết kế với syntax ha, và này ha, và tạo cái task để gửi nó lên ha. Cách tạo nó rất là đơn giản, cứ xem bài mẫu đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp. Bây giờ là đang nói về cái version 3.7 trở lên. Ha, là người ta khuyến cáo nha, không nên tự làm cái event loop. Tại vì á, nó sẽ rất là phức tạp. Hồi xưa nó quá phức tạp đi, người ta viết không nổi, có người viết được, có người viết không, nó cứ trầy trụa hoài. Cho nên cái ngôn ngữ cao hơn nó, version cao hơn nó một chút, mới wrap nó lại, bao bọc nó lại thành những cái câu đơn giản thôi. Đây, một lệnh đơn giản thôi, nhưng mà người ta đã tạo sẵn cho mình rồi. Bây giờ nếu mà mình cứ khoái, mình cứ khoái làm những cái câu lệnh phức tạp để mà vào sâu xuống dưới kìa à, thì khi mà mình học được làm được giống như vậy nè, thì mọi người đã lên trên cung trăng ở hết rồi à, lên trên cung trăng ở hết rồi. Cho nên nó tùy theo có người chấp nhận à, có người chấp nhận à, bây giờ tao xài 3.7 mà trời, thậm chí bạn của tao mới cài 3.10 nữa, cho nên nó sử dụng cái này là tốt rồi
Nhưng mà ở đây anh cũng nói thêm cho một số 3.6 về sau, anh chỉ nói ít thôi nha, nhưng mà nó không phải là cái chính của mình ha. Mình sẽ sử dụng cái loop, tạo cái event loop và sử dụng cái loop thử như thế nào. Rồi anh sẽ nói sơ cái phần này thôi. Rồi bây giờ cũng bài này ha, anh tạm thời anh đóng cửa thằng này. Rồi anh sẽ làm cái event loop riêng của mình. Rồi tất nhiên làm riêng chứ anh cũng không có làm gì nhiều đâu, nó làm sẵn cho mình hết rồi. Rồi bây giờ anh sẽ chèn cái thằng này xuống dưới đi. Rồi cái phương pháp của anh ở đây là anh sẽ làm ngay trên đây. Rồi event loop á, tức là một cái loop thôi ha, nhưng mà nó đặt tên là event loop thôi. Anh sẽ tạo ra một cái loop của anh. Rồi một cái loop của anh. Loop của anh á, thì anh sẽ sử dụng cái thư viện async.io luôn. Async. À, anh nói rơi sơ về async.io nha. Async.io là async, là bất đồng bộ, mà dùng cho cái mà truy xuất dữ liệu data mà ở bên ngoài, về file, về kết nối internet này nọ đó. Cho nên cái thư viện này là hỗ trợ những cái vấn đề đó, nhưng mà đồng thời nó cũng làm luôn, nó cho phép mình hỗ trợ thiết kế những cái hàm mà cái công việc mà nó cần thời gian đó, không hẳn về IO nha, bất kỳ cái nào cũng được, hãy cần thời gian mình đều có sử dụng được cái thư viện này hết. Cho nên là async.io là bây giờ nó chạy chung ha. Loop async.io mình sẽ get cái event loop. Rồi hàm get event loop mới cho phép mình tạo ra một cái event loop. Rồi thay vì mình dùng cái này, thay vì mình dùng cái này nó sẽ tạo cho mình mà mình không cần biết, mình dùng cái task rồi mình create task thôi. Thì bây giờ nếu mà mình không thích xài cái của nó thì mình phải tự làm bằng tay bằng cách là mình tạo một cái loop tên biến, bằng cách là lấy cái thư viện đó gọi cái hàm get event loop để tạo ra một cái loop mới, một cái event loop. Rồi bây giờ thông qua mình sẽ làm y chang vậy luôn. Task A, đặt cái task A và mình đưa cái hàm của mình đi vào, tạo một cái task để đưa nó vào cái event loop. Nhưng mà ở đây vì mình tạo cái loop riêng cho nên mình sử dụng cái loop và mình gọi lệnh là create task luôn, y chang. Nhưng mà thằng kia đó mình xài async.io run thì mình lấy async.io đó mình create task. Còn bây giờ mình tạo cái loop riêng thì mình dùng cái loop đó để create task. Rồi cái khác biệt là nó nằm ở chỗ đó. Rồi bây giờ mình create task là mình cũng đưa cái function A luôn, cái function nãy. Rồi bây giờ ở đây thì nó hơi phức tạp chút xíu, anh tạm thời anh ngưng cái này. mười một trăm gì đó đi. Rồi ở đây cũng làm đơn giản đi. Rồi return. Rồi bây giờ cái hàm này á là a ha, function a, function à. Rồi một cái task. Cái task thứ hai là task B đúng không? Rồi nó sẽ bằng loop. Rồi create loop, create task. Rồi đưa vào cái function function B. Và tiếp theo là task C, task KC. Rồi sẽ bằng loop. Rồi chấm create. Rồi function. Rồi như vậy á, mình đã giống như cái kia ha. Mình sử dụng, mình tạo một cái event loop đi và sau đó mình sử dụng loop để chạy này. Rồi bây giờ tới đây á, khi mà mình dùng cái này á, là nó tự làm sẵn cho mình á, là mình tạo cái task này nè ha, và mình không cần phải làm gì hết, khi tạo là tự động nó gửi lên event loop rồi ha. Còn nếu mà mình tự làm cái loop riêng á, bằng cách những cái task đơn giản nè, thì đòi hỏi mình phải gom nhóm cái task đó lại, gom nhóm lại. Còn nếu không gom nhóm á, thì mình ngồi mình liệt kê nó ra thôi. Rồi tiếp theo á, mình sẽ sử dụng loop này nè. Đầu tiên mình phải gom nhóm đi. Anh thấy là gom nhóm đi, tại anh tính viết một cái lệnh nó dài, nhưng mà thôi gom nhóm trước đi cho nó dễ. Tức là dùng cái async.io, thư viện async.io, mình sẽ gather. Gather tức là tập hợp lại đó. Tập hợp lại những cái task A, B, C, A, rồi task B, rồi task C. Rồi thì nó trong cái list này ha, và người ta đánh cái dấu sao lên đây
Tại vì nó là một cái tham số, cái dạng mà sau này nếu mà hôm nào có dịp mình học những cái bài này, những cái bài define, ví dụ như định nghĩa một cái hàm, định nghĩa một cái hàm ABC nào đó mà nó có cái đối số là cái kiểu này là ARGS, à có dấu sao, xin lỗi, sao ARGS và cái hai dấu sao keyword KVWARGS đó. Thì mọi người thì không biết, có biết mấy cái vụ này chưa? Rồi anh sẽ nói sơ thôi. Cái hàm nào mà thiết kế bởi cái ARGS nè, tức là đối số. Đối số này là bao nhiêu đối số cũng được, bởi vì nó có dấu sao. Bởi vì nó có dấu sao tượng trưng cho là bao nhiêu đối số cũng được. Ví dụ như sau này nha, ví dụ sau này PASS. Rồi cho qua. Anh sử dụng một cái phương, một cái hàm khác, anh làm một cái hàm khác ha. Và anh có sử dụng cái đối số của cái thằng ABC. Anh thử viết, anh gọi nó đi, anh gọi ABC, gọi hàm ABC. Rồi anh phải đưa hai đối số vô, đưa hai đối số vô, tại đây nó hàm có thiết kế hai đối số mà. Thì cái ARGS nè là nó có thể là một cái list nè, có thể là một cái chuỗi nè, nó là cái gì cũng được hết á ha. Nó nhiều, nó có thể là một cái số 1000 hay gì đó chẳng hạn. Thì nguyên cái phần này nè, nguyên cái phần này nè tượng trưng cho cái dấu sao mà có arg. Arg là argument á, là đối số, đây là đối số. Nhưng mà bao nhiêu đối số cũng được, bao nhiêu đối số cũng được. Thì anh có thể gọi hàm ABC với ba thằng này. Và thậm chí dấu sao có nghĩa là có hay không có cũng được. Có nghĩa là nếu không có thằng đó cũng được nữa ha. Tưởng tượng đi, không có thằng đó, chỉ có cái thằng thứ hai là cái thằng sau thôi nha, anh giải thích nha. Đó, nhưng mà tại vì nó không có thằng đó thì đây là cái thằng sau nè, cái thằng mà anh sẽ giải thích. Hai dấu sau này. Hai dấu sau là có chữ ạc nè, giống không? Giống thằng này không? Giống thằng này đúng không? Ạc giống thằng này nè, giống nè. Như vậy nó cũng là đối số luôn. Nhưng mà KVW là viết tắt của chữ keyword. À keyword nè. À, từ khóa. Rồi, KVW là viết tắt của chữ keyword. Như vậy á, nó bắt buộc là cái ạc này nè, nó phải có cái keyword của nó mới được. À, nó như là như thế này nè. Ví dụ như anh gọi cái hàm ABC, anh có cái tham số là cao bằng ok, ví dụ như vậy đi, ok. Rồi rộng bằng ví dụ như 100. Rồi đồng ý bằng yes, ví dụ vậy đi. À, anh lấy ví dụ thôi nha. Rồi thì những cái mà cái keyword mà nó kèm theo giá trị này nè, những cái keyword cao nè, những keyword cao, rộng, đồng ý nè, và cái giá trị kèm theo này nè, thì tất cả những cái này nè nó chính là hai dấu sao mà keyword ạc đó. Em muốn đưa bao nhiêu cái cũng được vô. Rồi em hiểu anh nói chưa? Anh nói sơ là như vậy ha. Anh nói lại, cái ạc này là argument, là parameter đó ha, là đối số đó. Em muốn đưa bao nhiêu cũng được, có cũng được, không có cũng được. Rồi keyword ạc có nghĩa là phải có cái keyword cái gì đó, viết keyword đàng hoàng vô, và bao nhiêu cái cũng được. Và thậm chí anh chạy cái hàm đó không cần có cái gì hết cũng được. Ví dụ. Rồi, anh gọi cái hàm ABC. Đây nè, anh định nghĩa một hàm ABC phức tạp lắm. Đưa ra mấy con số này người ta nhìn hết hồn luôn. Print chữ OK, và khi anh gọi nó, anh chỉ cần gọi như vậy, anh chạy nó vẫn run được OK. Lấy ví dụ thôi. Rồi, hy vọng anh không sai. Rồi, đây, anh đóng hết rồi, anh chỉ run cái này thôi. Em thấy không? Ghi làm thấy ghê lắm, đúng không? Đó, ghi làm thấy ghê lắm, nhìn thấy choáng luôn ha. Nhưng mà thực tế ra có đối số cũng được, không có đối số cũng được. Và in OK là gọi cái hàm đó thôi. À, in OK ha, mọi người hiểu vậy ha. Cho nên cái dấu sao ở đây nè, dấu sao ở đây nè. Thôi Ctrl Z cho nó nhanh, khỏi mất công lôi tới lôi lui. Rồi, cho nên là cái dấu sao ở đây nè, chẳng qua là bao nhiêu cái cũng được liệt kê ra thôi nha. Nhưng mà cú pháp nó là có, tại cái hàm Gardner này nó bắt buộc cú pháp nó phải có. Nhưng mà ý nghĩa nó có nghĩa là có bao nhiêu cái cũng được đó. Rồi như vậy á, thì đây á là mình sẽ tập hợp ba cái thằng này lại, và mình có thể đặt cho nó một cái biến, là ví dụ như là anh chưa biết là cái biến gì, ví dụ như anh đặt nó là cái biến, rồi đại khái là Gardner đi, chứ không biết đặt biến nó là cái gì. Rồi bây giờ anh sẽ bắt đầu cho nó chạy ha. Anh sử dụng cái loop mà của anh nè, loop của anh nè, loop loop nè.
anh sẽ gọi phương thức run until complete. Complete nó xài viết không cần cái quá khứ complete. Rồi, run until complete của cái gì? Của cái toàn bộ cái thằng này. Rồi, anh sẽ chạy thử nha. Rồi, ở đây anh không có sử dụng qua thằng này nha. Sử dụng qua thằng này á, thì chỉ được gọi một cái coroutine thôi. Mà muốn gọi một coroutine thì bắt buộc phải ép nó vào trong một cái hàm coroutine mới gọi ha, mới gọi qua thông qua cái coroutine này, async def này. Còn thằng này á, là nó chạy khơi khơi ngoài luôn, chạy khơi khơi ngoài luôn. Rồi, như vậy thì anh sẽ chạy thử cái này nha. Rồi, anh sẽ chạy thử. Ok, đúng không? Kết quả coi cái ABC, ACB. ABC đi cùng lúc nhưng mà về là ACB. ACB, ABC đi cùng lúc mà về là ACB. Rõ ràng ha. Ở đây là tính theo trục thời gian thì A tới trước, rồi C nè, rồi tới B ha. Rồi như vậy có nghĩa là ok. Như vậy em thấy rõ ràng á, anh có thể là tự mình làm một cái event loop, nhưng mà rõ ràng á, đây là cái cách là mình nói là mình tự làm, chứ thực tế nó cũng làm hết à. À, nhưng mà nó phức tạp hơn. Phức tạp hơn ngày nay là không có gì hết, đưa vô rồi gọi nó thôi. Nhưng mà chẳng qua là mình giải thích thêm cái filter là gì để mà in giá trị, hay mình in giá trị cho nên mình có thêm cái đoạn này. Chứ còn đúng ra chỉ cần gọi ở đây xong cái này away task A, away task B là nó chạy thôi ha. Còn đây là mình phải tự làm một cái loop ha, tự làm một cái loop và sử dụng cái loop event loop đó đó, event loop mà mình do mình lấy ra nè, mình sẽ create task và gửi ba thằng lên và sau đó mình gom nó lại thành một cái ha. Gom nó là thành một cái thôi, tại nó có thể gather một cái thôi. Hay gom nó lại một đống nhưng mà mình duyệt nó. Rồi mình run until complete thôi. Thì nó sẽ chạy được. Rồi bây giờ thử tiếp theo, anh thử đặt cho nó một cái kết quả thử như thế nào. Rồi, anh print cái result. Rồi, anh print thử cái result coi nó báo cái gì cái đã nha. Rồi, mình chạy thử coi. Rồi, em thấy không? Cách chạy này á, nó cũng trả về một cái filter á, tức là cái gì mà đằng sau của cái thằng loop mà run until complete, tức là nó hoàn thành xong công việc á, nó trả về á, thì cái này chỉ là đối tượng của filter thôi. Và nhưng mà trong trường hợp này anh in cái kết quả nó thẳng luôn, nó ra là cái thằng A gì đó trả này, thằng B không trả gì hết, thằng C trả này ha. Và tất nhiên nếu anh muốn lấy số 100 ha, nó là cái dạng giống như cái list vậy đó, đúng không? Nó bao gồm trong cái dấu nháy này. Nếu anh lấy cái này 100 thì anh lấy ở phần tử 0 0, rồi xong phần tử số 1 thì vậy. Rồi anh thử coi coi, mặc dầu không chắc. Rồi, thấy rõ ràng lấy đường trăm ha. Lý do anh đóng lại để anh in hai cái đi ha, để cho mọi người thấy. Vì giờ có S đúng không? Rồi anh in hai cái cùng lúc đó nha, để anh giải thích. Rồi lý do là cái thằng result này nè, do nó gom nhóm lại mấy cái này cho nên cái kết quả nó cũng gom nhóm nằm trong một cái list nè, nằm trong một cái list. Vậy với cái tên biến list này ấy, chính là result nè, là cái biến list nè. Nếu anh lấy phần tử 0, tức là phần tử đầu tiên của cái list chính là đây, phần tử 0. Và anh tiếp theo anh lấy phần tử số 1, tức là 0,1, thì rõ ràng anh lấy được 100. Đúng không? Đó. Rồi còn cái cách truy xuất tiếp theo lấy cái này thì mọi người biết rồi ha. Lấy list 0,1,2, lấy result 2 đi. Rồi thì nó ra cái số 1,1,1 đó đó ha. Rồi thử lại lần cuối đi cho nó thỏa mãn. Rồi, thấy không? 1,1 ha. 1,1,1 là in trước nè, do mình in nó trước rồi phẩy mình mới in cái kết quả này là 100 ha. Rồi, nói vậy thì, nói tóm lại thì thực tế ra đó, mọi người khi đọc tài liệu sẽ rất phân vân, tại vì anh như kinh nghiệm anh đọc nhiều đó, thì ngày nay người ta chỉ xài những cái dưới đây thôi, và thậm chí là cao siêu lắm người ta cũng chỉ xài tới đây thôi. Còn nếu mà mình thích cho nó phức tạp hơn á, thì mình phải nhào vô cái phần thấp hơn nữa. Nó sẽ có rất nhiều cái lệnh nữa mà chính vì như vậy đó thì anh em đọc sẽ không hiểu nổi. Và trong cái sẵn hôm qua có bạn
Bạn đổ Trung để anh coi thử bữa nay có bạn đó không nha. Trung à, đó có ha, đổ Trung Đức cái gì đó nha. Hôm qua có hỏi anh, sẵn ở đây anh có thấy chữ ra đơ nè thì anh sẽ làm luôn. Rồi bây giờ nếu mà trong ba cái việc cái thực hiện cái hàm này nè, có một cái hàm mà nó xảy ra lỗi ấy, thì xử lý như thế nào? Rồi anh sẽ lấy hàm B. Hàm B ấy, giả sử nó return về một cái giá trị là chia, nó lấy số 10 nó chia cho 0 à, rõ ràng đây là bị lỗi nha. Lấy số 10 mà chia cho 0 à, rồi anh coi coi thì bây giờ ép chung như thế này thì nó sẽ xử lý như thế nào ha. Thì ở trong cái hàm guarder này bắt đầu có mở ngoặc nè, rồi đóng ngoặc của nó, vậy là ở đây nè nó có thêm một cái tham số nữa, nó gọi là return cái exception, return TUR không có, tức là bây giờ cái đó nó nằm ở đâu, nó nằm ở trong cái hàm guarder là nó đây chứ, nó lọt vô đây chứ. Rồi như vậy là return, rồi cái return exception có s này nè, à, nó là true hay là nó false, nó là true. Rồi nếu mà return exception á, là true có nghĩa là nó bỏ qua, mặc dầu á, nó trả về kết quả nó không có trả nữa, nó biết là lỗi rồi nhưng mà nó bỏ qua, nó vẫn chạy tiếp cho mấy người khác. Lấy ví dụ thử nha, run thử. Rồi kết quả là anh có in ra nè ha, miễn làm sao nó chạy hết ba thằng này thôi, đúng không, nó chạy hết ba thằng. Còn đây là tại vì anh truy xuất hai thằng thôi, nhưng mà rõ ràng nó vẫn chạy ba thằng. Nếu có thằng có lỗi là thằng này, mà return exception là true có nghĩa là nó bỏ qua ha, nó sẽ không báo lỗi cho mình. À, nó không báo lỗi ha, nhưng nếu anh để là for có nghĩa là nếu có lỗi á, thì báo. Rồi, rõ ràng nó báo là return 10 chứ không là division by 0 ha, à, chia bởi 0 ha, là nó báo lỗi ha, à, nó chỉ có vậy thôi. À, khi có lỗi thì tất nhiên mình phải tìm cách mình bỏ hay là mình xử lý làm sao thôi ha. Rồi như vậy thì tạm thời á, thì phần sinh á, thì thực tế ra theo anh á, kinh nghiệm á, thì nên hiểu những cái anh định nghĩa theo anh thôi. Mình có thể mình xem thêm tài liệu để mà mình hiểu thêm ha. Còn đi sâu vào á, thì em chỉ nên dùng, tại vì mình chỉ cần gì, mình chỉ cần sắp xếp cái công việc như thế nào cho nó hợp lý để nó chạy thằng nào trước thằng nào sau, nhưng mà nó chạy cùng lúc, nhưng mà nó mang cái ý nghĩa là bất đồng bộ, tức là cái thằng này chưa xong nó tạm thời nó treo đó, nó treo nó đưa cho event loop xử lý, sau đó nó thực hiện cái code tiếp theo. Thực hiện cái code tiếp theo không có nghĩa là nó ngưng cái dòng đó mà thực hiện dòng cuối cùng nha, dòng tiếp tế tiếp theo nha. Chưa đâu, nó làm nguyên cái hàm này nhưng mà nó tạm dừng ở vị trí đó để nó qua cái code khác nữa, là ví dụ nó đang chạy là đang chạy này đi, là nó qua code khác là nó qua code này nè, chứ không phải là trong cùng một hàm nó ngưng ở vị trí này để nó chạy xuống nó làm cái vị trí dưới đây, không phải nha, đừng có hiểu lầm nha. Nhiều người cứ hiểu lầm, ủa sao anh nói nó tạm ngưng ở đây rồi bây giờ nó tạm ngưng nó treo đâu đó, nó xuống code tiếp theo nó làm là code này phải không, code này phải không, không phải đâu nha. Gọi chung nói với ai, xử lý với ai á, nó tạm ngưng ở vị trí đó để nó đi ở cái vần tiếp theo mà nó gọi thằng nào đó nó làm tiếp, rồi sau khi nó được kết quả nó trả về đúng vị trí này nó mới thực hiện tiếp cái lệnh mà nó chưa thực hiện. À, hai cái đó nó khác nhau cho nên đừng hiểu lầm. Cho nên anh chỉ cần biết là mọi người giải thích được async như thế nào thôi, và hiểu được cái cách đơn giản là tạo một cái task ha, có hai cách, hoặc là tạo cái task bằng cái cách mà sử dụng async IO run ha, để tạo cái create task. Cách thứ hai là tự tạo một cái loop và chạy cái run until complete ha, như thế này ha. Rồi có kết quả, biết cách truy xuất cái kết quả của, tức là cái đối tượng filter đó mà nó sẽ trả về sau khi mà event loop nó trả về kết quả đó, thì cái kết quả đó chính là đối tượng filter, mình sẽ đón nhận lấy những cái giá trị trả về này và tùy theo nó nằm ở vị trí nào mình sẽ truy xuất ở đúng cái vị trí index của đó để nó ra cái kết quả. Như vậy thì cũng đã đủ ha. Như vậy thì tạm thời bài này á, anh lý thuyết anh tạm dừng ở đây ha, và anh sẽ trở lại cái bài mà hôm bữa mình download cái mà mấy chục trang web á, là 80 hay là 80 trang web á, anh sẽ lại anh sửa cái bài đó ha, để anh cải tiến tiếp. Bây giờ bên này anh sẽ mở bài đó ra anh sửa ha, anh làm cái bài mới. Rồi, có thể là anh sẽ để tiết kiệm thời gian cho anh em ha.
Anh sẽ mở lại cái bài hôm bữa ha, và anh sửa luôn trên bài hôm bữa luôn. Tất nhiên là bài này là bài B5 ha, cho nên anh mở bài hôm bữa là anh copy qua bài này, anh copy qua cái phần bài này của mình, cho nên nó không ảnh hưởng tới bài hôm bữa nha. Rồi anh sẽ vào file, anh sẽ open. Anh open một cái file ở B5, user is me là đây ha, và PyCharm, PyCharm là đây. Thì bài hôm bữa là bài B5, B4 và B5, B4, B3, B3, 4, đặt tên lung tung cho nên tìm nó khó. B2, B4 nằm ở đâu đây, chờ anh chút xíu nha. B4, B3, B4, 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 B4 không có, chắc B4 quá. Có cái nào thằng này không ta? Rồi, 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 anh lấy bài này ha, là bài hôm bữa ha, copy. Rồi, anh copy hết bài này ha, Ctrl C. Rồi, anh đóng nó lại cho nó đừng có bị như thế này ha. Rồi, anh sẽ mở cái bài của mình ha. Anh đặt một cái file là Python file hôm bữa, mình đặt tên là download, download gì đó. Anh đặt bài thôi, anh cứ đặt file download. Using sinh nhỉ. Rồi, download using sinh. Rồi, anh đặt cái bài này và anh copy nó qua Ctrl V. Rồi. Anh sẽ giải thích lại bài hôm bữa ôn sơ một cái nhanh ha. Rồi bài hôm bữa Ctrl Z đây đúng rồi. Download all item, download gì này, những Z này là cái gì đây? Rồi cố gắng chờ anh thôi, chứ bây giờ anh mở cũng trúng bài cho nên nó sẽ là trật với anh em ha. Rồi xin người quay là không phải đâu, cho anh dò lại lần cuối đi. B3 rồi tới B4, B4 mình nhớ có mà B4. Tiếp lên một B2. Rồi rõ ràng không có luôn. Rồi để em sửa chút xíu cho mọi người lại nha. Rồi đây là 50, bữa là 20 phải không? 21. Rồi chờ anh chút xíu, anh làm cái y chang chút xíu. URL ghép 4 cái vô. Rồi yes no, rồi all item là all item là đúng, rồi sau đó all item và z nữ là chỉ để test thôi, rồi sau đó gọi all size là đúng, rồi sau đó event name all item, all size, all item, download all item điện lạnh này anh chỉ chế thôi, download all size, download all size, download all size https, rồi một chút xíu thôi, rồi url, urls, rồi urls, rồi cd, rồi. Bài này hôm bữa là anh đau là ở đây anh có một cái thư mục là saving file nha, new Python directory saving file, saving file files. Rồi rồi bài hôm bữa là bài này ha, chính xác là bài này. Rồi 21 rồi download using, rồi run run download using và chưa có, rồi chờ index lại sẽ có không. Rồi run, rồi download using. Rồi hôm bữa mình chờ mình làm cái bài này á, thì mình sẽ mất khoảng mười mấy giây ta, 11, 12 giây, 14 giây nữa, do cái đường truyền ban đêm á, nó hơi chậm chút xíu. Rồi mất 12 giây ha. Và mình sẽ có cái thư mục là điện gia dụng ha, 4 cái ha, là 80 file ha. Ở đây là 20 file, đây 20 file ha, và đây 20 file ha, là bài hôm bữa nha. Rồi như vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu, anh sẽ sử dụng và sinh ha. Rồi bốn cái thư mục này bây giờ anh bỏ nha, bốn cái thư mục này bây giờ anh bỏ. Rồi bây giờ coi sửa nha, làm theo và sinh. Thực tế ra đó thì với cái mà mình đã học á thì mình không đủ khả năng để mình làm theo cái và sinh. Lý do là cái
URL list nè, request nè ha, là hầu như là sau này á, tất cả những cái thư viện mà download file đó, người ta hay sử dụng session á, để người ta đăng, người ta làm một cái phiên đăng đăng nhập để người ta có thể người ta ổn định cái đường truyền chẳng hạn đó. Cho nên những cái thằng này nè thì hầu như là mình sử dụng thì cũng được, nhưng mà trong Sync.io á, nó hỗ trợ một cái thư viện à, thư viện đó chính là Sync.io HTTP. Rồi à, mình sẽ cài cái thư viện này vô Sync.io HTTP. Thư viện này nó hỗ trợ mình là tạo thêm cái session thôi ha. Còn việc còn lại hầu như mình làm giống giống bài mình học ha. Rồi cho nên anh sẽ vào setting, anh sẽ vào setting và anh sẽ import thêm cái thư viện Sync nó vô ha. Rồi thư viện đó là vào trong cái project của mình ha, Python interpreter nè ha, biên dịch nè, trình biên dịch nè. Anh sẽ vào dấu cộng và anh đánh Sync ha, IO HTTP. Rồi HTTP là đây ha, anh sẽ import nó vào. Rồi anh import thêm cái thư viện đó vào ha. Thì khi import thêm cái thư viện đó vào á, thì ở trong cái virtual environment là ok rồi ha. Đó, ok. Thì trong cái virtual environment á, nếu mà mình coi trong virtual environment nè ha, và thư mục list nè ha, thì mình sẽ có cái IO HTTP mới download về nè ha. Nó có mấy cái nó hỗ trợ nhau IO gì đó đại khái ha. Rồi mình có rồi ha. Rồi như vậy mình sẽ import cái thư viện này vô, import cái thư viện này vô. IO rồi hết rồi, time không cần, OS cũng cần, multi processing cũng cần. Rồi anh sửa cho bài hoàn toàn mới nha. Cho nên tất cả những cái nào anh không cần anh bỏ hết. Rồi, không cần. Rồi thậm chí time cũng không cần luôn. Rồi có thể là có async.io, async.io ha. Import async.io là bình thường á, mình học vẫn có. Import cái async.io. Rồi tới đây ha, mình chỉ cần import mấy thư viện này là đủ rồi. Rồi. Rồi, cho đến hiện giờ đó thì cái async.io này nó cũng chỉ hỗ trợ cho sử dụng một thread và một CPU thôi. Mà hồi trước á, thì mình làm bốn cái phân biệt ra bốn cái mục, từng mục điện lạnh hay thời trang, điện gia dụng á, là chủ yếu á, là để làm cho bốn processor. Cho nên hiện nay á, mình sẽ chuyển đổi tất cả bốn cái địa chỉ này thành một cái địa chỉ URL duy nhất thôi ha. À, cho nên anh sẽ sửa đổi như sau ha. URLs á, anh sẽ đầu tiên anh sẽ đặt nó bằng list. Rồi sau đó anh dùng URLs nè. Nếu mà anh dùng lệnh append, nếu anh dùng lệnh append á, từng cái vô á, thì nó sẽ append nguyên cái khối, nguyên cái list của từng mục ha. Cho nên bây giờ anh sẽ tách ra, anh sử dụng lệnh extend ha. Thì mọi người cũng đã biết rồi, lệnh extend á, thì nó cho phép ha, nó cho phép mình á, là duyệt qua từng phần tử một và thêm vào trong cái danh sách ha. Rồi như vậy cái đầu tiên là mình sẽ extend cái thành phần điện tử điện lạnh này. Tiếp theo là URLs à, mình sẽ lại extend nữa à, bây giờ mình sẽ extend cái thời trang nữ. Nó cũng tách ra những cái phần tử riêng lẻ để mà nó add thêm, nó append thêm vô ha. URLs tiếp theo á, là mình cũng extend luôn. Rồi mình sẽ extend điện gia dụng ha. Rồi và cái thứ tư, cái cuối cùng á, mình cũng sử dụng URLs để mình extend cái thành phần còn lại à, cái mục còn lại. Như vậy thì sau khi mình extend 4 lần như vậy á, thì mình xin lỗi. Rồi sau khi mình extend 4 cái như vậy đó thì cuối cùng á, mình sẽ có một cái danh sách duy nhất thôi. Bây giờ mình sẽ print coi thử đó nha. Cái danh sách của mình nó sẽ thể hiện hết tất cả cái mục này ha. À, rồi mình sẽ print cái URLs của mình ha, để mình xem thử tới đây thôi ha. Rồi bây giờ tạm thời những cái phần còn lại này anh ghi chú nó đi ha. Rồi một lát anh sẽ chỉnh sửa lại. Rồi mình sẽ run thử nha. Rồi mình run cái file của mình ha. Download and using ha. Rồi nó sẽ ra cái lệnh print. Các bạn thấy là bây giờ là nó chỉ có một thành phần duy nhất thôi, tức là một cái list duy nhất thôi ha, và nó bao gồm hết tất cả mỗi thứ 21 cái trong đây á, đúng không? Rồi đó ha. Như vậy là mình đã xong cái phần tạo cái list
Rồi mình sẽ mở lại. Rồi toàn bộ hồi nãy anh tô anh sẽ mở lại ha. Rồi anh sẽ mở lại để mình đi tiếp. Rồi như vậy thì mình đã thành công cái phần URL rồi ha. Rồi bây giờ mình đi tiếp. Bây giờ như anh nói đó, mình sẽ download tất cả là mỗi một mục lúc đầu là 20 trang ha. Bây giờ mình lấy 50 trang. Rồi, cái nào cũng lấy 5, mỗi thành phần này mình lấy 50 trang đi. Như vậy thì mình sẽ có tất cả là 50 trang nhân 4 là mình sẽ có 200 trang. Như vậy là cái URL list mình á, nó sẽ chứa 50 cái phần tử. Ô, 200 phần tử ha, 50 nhân cho 4 là 200 phần tử. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp ha. Rồi bây giờ như anh nói là mình sẽ chuyển đổi sang cái cơ chế là async ha. Cho nên anh sẽ khai báo là async, async dev. Và bây giờ thay vì mình sử dụng cái URL list ha, mình đã bỏ nó rồi, thì bây giờ mình sử dụng with async with. Rồi cú pháp mới là async with, nó cũng gần giống vậy thôi, nhưng mà mình sử dụng session để mà mình get nó ha. Session thì cái biến session này nè mình có đâu, thì tạm thời á, là mình sẽ truyền cái biến session vào đây, và một lát nữa đó mình sẽ tìm cách mình khởi tạo một cái session ha, một cái phiên kết nối, mình sẽ truyền nó vào đây để mình lấy URL. Rồi sau khi lấy được cái session và mình get được cái địa chỉ đó rồi ha, mình coi như nó là một cái biến là connection, mình sẽ lấy connection mình read. Nhưng mà cái kết quả do kết nối á, thì nó có thể nó chậm trễ hoặc là nó chưa có kết quả liền, cho nên ở đây á, mình sử dụng await ha. Rồi như vậy là mình đã có xong, sau đó mình print cái data để mà mình coi thử, rồi mình return cái data để để cho mà những cái phương thức khác á, mà nó gọi á, nó sẽ có được cái dữ liệu data của mình ha. Rồi như vậy thì thành phần ở trên đây anh đã sửa xong, vậy chỉ còn xuống dưới thôi. Rồi xuống dưới mình sẽ sử dụng phương thức là async luôn. Rồi ở đây á, data mình sẽ lấy data bằng cách mình gọi cái hàm download URL của mình ha. Và hàm này á, là mình sẽ phải await, tại vì nó trả kết quả về á, là nó có thể là cần một cái thời gian, cho nên mình sử dụng await để mà mình chờ đón nhận cái kết quả data trả về. Và mình cũng kiểm tra là data coi có đúng hay không ha. Nếu không có data thì mình thoát ra ngoài, còn nếu có data thì mình tắt lấy cái thành phần mà mình thành phần thứ hai của một cái URL ha, thành phần cuối cùng là đây, thành phần thứ hai tính từ dưới lên thì là đây, mình sẽ lấy những cái này để làm thành một cái thư mục ở trong cái saving file. Rồi cho nên ở đây á, mình cũng vẫn giữ nguyên để mình tắt ha. Rồi xong hết toàn bộ phía dưới đây thì anh thấy không có gì cần phải thay đổi đâu ha. Rồi bây giờ tới mục download all item. Download all item ở trước á, mình dự định làm á, cho từng cái URL là mình ghép theo cái kiểu mà phần mục này là lấy hết tất cả thành phần này, lấy hết phần tử này, rồi mục này hết này ha. Bây giờ mình đã ghép chung thành một URL rồi, cho nên cái này là đúng ha, không có gì sai. Rồi bây giờ đây á, là mình xài cho cái thread. Bây giờ mình sẽ bỏ, mình không xài cho cái thread nữa, đúng không? Rồi ở phần dưới đây á, mình cũng sử dụng processor thì mình sẽ bỏ luôn. Rồi như vậy mình chỉ còn như thế này thôi. Bây giờ mình chỉnh sửa cái thành phần khai báo là hàm là download all item ha, và mình cũng đặt nó là async. Rồi ở phần trên thì anh nhắc lại, phần trên đây là mình chưa đủ ha, mình chưa tạo ra cái session ha, chưa tạo ra cái session, cho nên ở đây á, mình sẽ sử dụng async with luôn, async with là mình ở trên cái thư viện async io http này ha, mình sẽ phải import cái lớp mà mình lớp session ha, nó chính là mình sử dụng là from http ha, mình sẽ import cái client session đây, mình sẽ import cái client session, cho nên ở đây á, mình sẽ async with client session ha, client session từ cái lớp mà async io http á. Rồi rồi mình đặt cho nó thành cái tên là session nhỏ nhỏ này nè, session, và mình sẽ truyền cái session này ha, nè session này. Đó mình sẽ truyền vào cái hàm ở trên đây để mà mình gọi.
Rồi, với cái client session được tạo ra là một cái phiên làm việc, là tên biến của nó ha, cái alias là cái tên giống như mình đặt tên gửi nhớ và định danh cho nó là session ha, thì tất cả mấy cái này mình sẽ tụt vô bên trong một tab. Rồi, thì download á, hàm download của mình nó bây giờ nó có hai đối số session này, ha, và URL, cho nên mình truyền cái session này vào đây. Đó, thì session bây giờ mình đã có ha, là đầy đủ cho với cái hàm đối số là gồm có hai đối số để mình gọi hai cái hàm trên, và nó sử dụng cái client session như là session này để nó vào hàm này và nó sẽ get lấy URL ha. Rồi như vậy đây thì đúng rồi ha. Rồi tới đây á, thì mình bắt đầu mình sẽ phân cái dữ liệu ra như thế nào á, để cho nó có thể nó chạy đồng bộ được ha. Rồi ở đây á, thì đầu tiên anh sẽ tạo ra một cái loop ha, bằng cách là anh sử dụng async io ha. Rồi anh create một, anh get đi, anh get một cái event loop để anh có cái loop. Rồi như vậy là anh đã có cái loop ha. Rồi bây giờ trên đây á, anh sẽ tập hợp lại những cái địa chỉ download ha. Anh sẽ khai báo như sau. Đầu tiên anh đặt một cái task, tức là anh sử dụng cái task để anh gửi tất cả những cái công việc mà cần download đó cho event loop ha. Cho nên anh tạo một cái task đầu tiên, anh cũng khai báo là một cái list để anh từ từ anh append cái công việc vào. Và anh sẽ dùng dòng for i ha, in range. À, anh có tất cả là 200 cái đường dẫn, tức là 200 cái địa chỉ mà anh cần phải làm ha. Nó tượng trưng như 200 cái công việc mình phải làm, cho nên mình duyệt qua cái len của cái urls. Rồi với từng cái này thì cái task, đây là task chung ha. Rồi thì cái task riêng lẻ của mình dự định á, nó sẽ là nó sẽ là anh sẽ gọi cái hàm download and sell ha, với từng địa chỉ. Đây là hàm download and sell với từng địa chỉ ha. Rồi, như vậy anh sẽ sử dụng là async io. Ở đây anh sử dụng phương thức là ensure future ha, để chuyển tất cả những cái download này sang cái dạng thành giống như là đối tượng future vậy đó ha. Rồi như vậy anh sẽ gọi hàm download and sell. Hàm này á, thì nó cần có một cái địa chỉ URL duy nhất để mà nó thực hiện cái công việc download. Thì URL đó chính là URL chung tổng hết tất cả nè, nhưng mỗi thành phần thứ y ha, là URL chung này nè ha. Với lại mà thành phần thứ y vì mình duyệt phần tử của nó trong đây mà. Rồi tiếp theo là cái địa chỉ, cái nơi ha, mà mình lưu cái file mà mình download được. Rồi như vậy thì với mỗi một cái địa chỉ cụ thể download á, anh sẽ tạo ra được một cái task. Bây giờ anh sẽ kết hợp, anh sẽ append cái task, toàn bộ cái task của mình anh sẽ append với lại cái task từng thành phần một ha. Như vậy thì cuối cùng anh sẽ có tất cả cái công việc anh cần làm. Bây giờ anh sẽ dùng cái sử dụng hàm gather ha, để tập hợp nó lại. Anh sẽ away. Rồi bây giờ mình sẽ lấy async io ha, và sử dụng phương thức gather với lại cái task chung của mình. Rồi như vậy thì tới đây á, thì phần download thì anh thấy là nó cũng xong ha. Bây giờ mình chỉ việc mình gọi nó từ cái loop thôi ha. Rồi sau khi gọi cái loop xong á, anh sẽ đặt những cái đối tượng mà anh sẽ download về được hết tất cả đó, anh đặt nó tên là filter. Rồi có s sẽ bằng anh sử dụng cái phương thức async io và cũng ensure filter luôn. Ensure filter anh sẽ gọi cái hàm download all item ha, gọi để mà anh có được cái tập hợp những cái này của nó ha. Rồi anh sẽ gọi hàm download để download all item, anh truyền vào. Ở đây là mình truyền vào hết cái địa chỉ URL ha, cho nên đây mình cũng truyền là URLs luôn. Và tiếp theo là cái thư mục mà sau khi download được á, thì mình lưu nó vào đâu ha.
thì lúc này nó sẽ là cái thành phần saving dir của mình ở trên đây, tức là cái đường dẫn ha, cái tên của thư mục là mình đặt là saving file ở trên đây ha. Rồi như vậy thì bây giờ phía trên đây đó anh phải import time mà để anh tính cái thời gian thực hiện ha, cho nên ở đây anh sẽ import thêm một cái time nữa, time thời gian. Rồi rồi như vậy thì sau khi anh có đối tượng filter ha, anh chỉ cần dùng loop, rồi anh sẽ run until complete của cái filter này. Rồi như vậy là xong ha. Rồi cái dưới đây là do của cái lần trước ha, mình sẽ xóa nó đi. Rồi như vậy thì anh sẽ chạy thử thôi, anh coi thử cái kết quả nó như thế nào ha. Rồi bây giờ đây là 51, tức là 200 trang ha. Rồi mình sẽ download thử coi, mình coi kết quả nó như thế nào ha. Anh sẽ run lại, mình coi coi cái kết quả nó chạy là với tốc độ là bao nhiêu ha. Rồi mình thấy là khoảng 10 giây cho 200 trang ha. Và nếu mà mình coi trong cái thư mục saving file đó thì mình sẽ có mỗi một cái mục như vậy mình có 50 trang ha, là đúng theo yêu cầu của mình. Rồi như vậy thì mình thấy rõ ràng khi mà mình sử dụng async thì tốc độ nó tăng đáng kể ha. Mặc dầu nó chỉ chạy một thread thôi, nhưng mà 200 trang mà mình download trong vòng có 10 giây thôi, 10, 11 giây thôi, cho nên trung bình nó khoảng chừng 5 giây mấy cho 100 trang. Trong khi đó là nếu mà mình tìm cách mình thử test lại là mình chạy với thread á, đây tại vì mình đã xóa cái phần thread rồi ha. Rồi thì không cần. Rồi như vậy thì bài hôm nay tới đây thì anh tạm thời anh kết thúc tại đây ha. Và mọi người cứ nghỉ ngơi sớm, rồi anh sẽ hẹn gặp lại mọi người ở dịp sau nha. Rồi ok, bye bye anh.